Xin chào các anh chị và các bạn, em là Huệ Đặng ở Dallas, Texas. Hôm nay em muốn giới thiệu với các anh chị bộ sản phẩm Body Shaping Gel và Body Contouring Lotion. Body Shaping Gel giúp tăng độ săn chắc, loại bỏ chất béo và các vùng bị trũng trên da. Body Contouring Lotion có tác dụng giảm sự xuất hiện mô mỡ độc, tăng độ săn chắc và mịn màng cho da. Cách dùng thì các anh chị lấy một ít body shaping gel bôi vào một bên nửa bên bụng và xịt moisture mist vào tay trước khi dùng máy Galvanic Spa. Lúc cầm máy Galvanic Spa lên bấm số 4 theo sự hướng dẫn của công ty và các anh chị đi từ ngoài vô rốn, từ trên xuống và vét từ dưới lên giữa bụng, nếu có mở thì đi theo vòng này. Và cứ tiếp tục như vậy, sau 5 phút các anh chị lấy khăn ướt, lau sạch những gel còn dư lại và bôi một ít body contouring lotion lên và mặt xa một tí. Sau khi em sinh đứa con thứ ba được 1 năm rưỡi, em dùng máy Galvanic Spa. Sau hơn 2 tháng em dùng thì em từ size 4 xuống size 0 và bây giờ là double 0. Trước đây khi em dùng máy Galvanic Spa thì công ty chưa có máy mới này. Và bây giờ công ty có máy dành riêng cho body. Nếu anh chị nào dùng máy này thì kết quả sẽ tăng gấp nhiều lần. Chúc anh chị thành công!